Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sanzo GP của Sông Anh Nhật. Thì hôm nay mình sẽ ra ngoài Don Quixote, mình sẽ mua một cái van trượt gắn động cơ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tới cái quầy đây nha. Ok, thì mình đã mua về đây rồi nha các bạn nhé. Đây là cái ván trượt có gắn động cơ. Thì cái này đang giảm giá. Hôm nay mình mua cái này là 1.4 8.000 các bạn. Đây này, 1.4 8.000 tương đương với khoảng 1 triệu, gần 3 triệu rồi đấy. Thì để mà chạy được thì mình phải ra ngoài bãi, bãi trống ngoài này để mình luyện. Đây bãi trống rất là rộng luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ khui cái này ra và mình sẽ tập trượt nha các bạn. Thì cái mục đích để mình mua cái này các bạn, để mình đi những cái chỗ mà ga khác để mình review cho bạn xem. Tại vì đi bộ rất là mệt các bạn, mình phải mua cái tấm ván trượt này để mình đi, mình quay cho các bạn xem. Thì bạn nào xem chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui cái này ra. Đây thì bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem. Đây, cái này họ dán cái băng keo các bạn. Tại vì mình mua họ dán cái băng keo này để biết là mình đã tính tiền rồi á. Đấy. Nguyên luôn nha, nó cũng là bóng bóng các bạn nha. Thì ở đây, ở bên dưới nó có gắn cái động cơ này các bạn này. Thì cái này gắn động cơ nên là chạy bằng điều khiển. Thì mình đây các bạn này, gắn động cơ nhé các bạn nhá. Thì sẽ còn một cái điều khiển nữa, mình sẽ khui luôn. Đây là cái hộp điều khiển mà. Cái máy này mình thấy đang sell các bạn ạ. Hôm trước mà chưa sell á, thì là 1.4 800.000 chưa thuế. Nhưng hôm nay mình mua là 1.4 80.000 là đã thuế rồi nha các bạn nhá. Nếu mà chưa thuế nó thì sẽ cộng thêm 10% nữa. Nó lên khoảng tầm khoảng 1.6 1.7 đấy. Thì đây là cái cục sạc điện. Đây là cái điều khiển nha các bạn ạ. Đấy, cái điều khiển này là chạy. Cái này là dây sạc luôn. Đây dây sạc. Thì đây là cái vít. Cái này là để mà mình vặn những cái ốc ở dưới cái chân của nó các bạn. Này. Đấy. Đầy đủ luôn nhá các bạn nhá. Thì ok, bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhá. Thế mà chạy thì mình phải mở nguồn lên. Đây, nút nguồn này. Mình chưa có chạy cái ván trượt này bao giờ cơ, nên là nay mình sẽ thử. Thì cái động cơ này sử dụng bằng cái tay điều khiển này các bạn này. Thì ok, bây giờ mình sẽ thử một vòng tương kia nhá. Cái này mình đang còn phải giữ thăng bằng nữa các bạn ạ.
Ok, thì bây giờ mình sẽ tác nghiệp cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vừa cầm máy quay và mình chạy vòng vòng review cho các bạn xem cái chung cư, quanh cái chung cư mình sinh sống các bạn xem nhé. Ok, đi thôi. Thì mình sẽ chạy từ từ thôi nhé. Tại vì mới chưa quen các bạn ạ. Thì mình sẽ chạy xuống ngay khu dưới này. Cái tòa mình sinh sống là cái tòa 3 trên này này. Không phải, cái bên này cũng là tòa 3, nhưng mà tòa 3 mình sinh sống là cái tòa bên kia các bạn ạ. Okay, mình sẽ đi nhé. Thì ở đây có rất là nhiều tòa dành cho những cái gia đình có thu nhập thấp ở bên nhà đấy các bạn. Đây toàn người già, người ở bên này khoảng vài chục năm rồi thôi. Có người vào đây từ cái ngày mà hoàn thiện xong cái tòa nhà này thì cách đây cũng phải gần 50 năm rồi. Đấy, mình sẽ chạy ra ngoài kia. Mình mới chạy nên là mình chạy rất từ từ các bạn ạ. Đi quay những cái video cho các bạn xem á thì phải đi bộ rất là nhiều nên là mình đây là một cái dốc trở ngại cuối cùng thì trước khi mà về nhà mình. Đây là mấy em học sinh cấp 2 ở chung tòa với mình. Ok, let go, lên thôi. Lên được không? Lên được không? Lên được không?
lên luôn. Thì cái tốc độ tối đa của cái xe này là lên đến 20 km/h các bạn ạ. Cái quãng đường mà chạy tối đa cho khi mà mình sạc pin đầy á là 8 cây số nhá. Lên sau lên đến nơi rồi. Thì đây mình sẽ cho lên dốc chỗ cầu thang nhà mình luôn. Không lên được các bạn ạ. Thì mình phải xuống. Thì ok, cái video hôm nay mình xin kết thúc ở đây nhá. Hôm nay mình đã review cho bạn xem cái xe ván trượt gắn động cơ. Thì sắp tới mình sẽ đi sử dụng cái xe này đi xa và review cho các bạn xem những cái video của mình nhá. Thì video này mình xin kết thúc ở đây. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn.